của mình là vô biên nha các bạn. Khả năng hò hét của mình là vô biên, miễn các cầu thủ Việt Nam chiến thắng là được. Và Trần Vĩ Tiến sẽ cầm trắng và đề ba trước. Trận đấu này là gợi nhớ là trận đấu cách đây một tuần, cũng tại miền Tây, đó là giải Carom 3 tuần sau. Bây giờ là tại Cần Thơ rồi. Và không biết là anh Chiến có phục thù thành công thất bại một tuần trước đây hay không, khi trong khi Nguyễn Trần Thành Tự đang có phong độ cực kỳ tốt nha các bạn. Việt Nam, Chim Hồng Thái sinh năm 1999, trong khi đó Nguyễn Trần Thành Tự sinh năm 1994, cũng rất đáng xem của cầu thủ gốc miền Tây. Không thành công rồi, bị tỷ số là 40-35. Không thể nào đẹp hơn được đó thưa quý vị. Những đợt đấu cối khá là chật vật và phải xử lý những hình bi cực kỳ khó khăn đến từ Quốc Nguyện, nhưng mà Quý Chiến đã thành công, đặc biệt trong pha dứt điểm của mình. Một thế bi khá là khó nhưng mà cơ Mori. Trong khi đó, xin lỗi các bạn, cơ 10 là được một cái 500.000, series 12 là được 1 triệu và series 15 trở lên là được 2 triệu. Trong khi đó có luôn cả giải 75. Và sau đó thì anh Chiến cũng đã có những trận đấu rất hay nhưng chưa có thêm giải thưởng nào. Trong khi đó Nguyễn Quốc Nguyện đã có một cái series 10. Tiến Phong của Đắk Lắk cũng đã có một cái trận đấu trên 2.0 và được nhận thưởng từ nhà tài trợ. Và rất là đáng tiếc cho cầu thủ Vương Minh Thiện của Bình Dương, khi anh đã có một cái series 17, nhưng mà hiện tại Quốc Nguyện cao là Quốc Nguyện sẽ có được cái chiếc áo quần và giải series. Khi một cái series 17 trong một trận chung kết căng thẳng thì thật sự là rất là khó phá. Và xử lý không thành công của anh Chiến cùng được thưởng thức một cái bữa tiệc pizza cuối tuần thật là hoành tráng. Có thể dư chăng? Vâng, đúng là như vậy. Ở góc bi khoảng chừng gần 40, nhưng mà Nguyễn Trần Thanh Tự đã cúp AT Colombo AT tại Cần Thơ. Thì có một cái tình huống khá là đặc biệt ở trận đấu này, là ở vòng 1-8 thì có đến 4 cầu thủ sử dụng cây cơ Moly Trần Quý Chiến. Đó là cầu thủ Chim Hồng Thái, Trần Thanh Phong, Trần Quý Chiến. Và thì vào tứ kết có đến 3 người. Chỉ có mình Quỳnh Thanh Hiền là bị loại bởi một tài cơ khác cũng sử dụng Moly Trần, đó là Chim Hồng Thái thôi. Ở tứ kết là Chim Hồng Thái, Trần Quý Chiến. Tự đánh Long Oni nha các bạn, không phải đánh Adam đâu nha. Cây Adam trước của Tự là cây Adam để đánh một băng đồ chơi thôi. Còn Tự đánh ba băng là Tự đánh cây cơ Martin Horn răng gỗ. Và theo mình được biết đây là hạ gục tay cờ số 2 thế giới Federico Rome tại World Cup thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm nay. Thành Tự sử dụng Long Oni nha các bạn. Long Oni Martin Horn răng gỗ. Mẫu cũ. Cái cơ mô lê trần của anh Trần Quyết Chiến, đó là cái cơ hiệu Moleri Taran, anh em hay đọc là mô lê trần đó. Quyết Chiến là người cơ thủ một cái cơ tên thương hiệu của một cơ thủ Việt Nam nha các bạn. Trần Quyết Chiến là người đầu tiên làm được điều đó. Đó là một niềm vinh hạnh rất lớn cho cơ thủ Việt Nam. Anh em nào có thù với mình thì báo luôn đi nha, chứ đừng có lúc mình ra stream rồi sách Messenger gọi hoài nha. Em lại mấy anh luôn nha. Ok, 95 thì ngon rồi.
Lát là mình bị gọi điện thoại vô các bạn ơi. Bạn để con thấy rõ không có gì. Vâng. Đấy, vận động viên là Lee Chong Bok tham dự nha bạn. Lee Chong Bok của Việt Nam thôi nha, chứ Lee Chong Bok của Hàn. Còn khán giả là có Bắc Hàng Seo luôn. Vâng, rất là ghê. Anh em nhìn vô camera là đón được tên luôn. Thật sự là quá ghê cho cái team theo dõi của chúng ta nha các bạn. Anh em có thể kiểm tra đường truyền của mình lại nha. Trời ơi, bình luận viên mà không có cho nói thì bình luận viên làm ăn gì nữa trời. Không lẽ bình luận viên bây giờ ngồi chúng tôi xin tuyển một bình luận viên cho Bilab Việt Nam TV, yêu cầu là bình luận viên. Ok các bạn, tỷ số đang là 8-6. Nguyễn Trần Thanh Tự có một khởi đầu không được bay bổng như thường ngày. Vào hộp sườn rồi. Đã hộp sườn la hết ra luôn. Cả hát sáng đêm cho các bạn luôn. Vâng, lại có một người hỏi mua cây cơ của Quyết Chiến nữa rồi. Cây cơ của Quyết Chiến là không có bán nha các bạn. Cây cơ của Quyết Chiến đánh là không có bán, nhưng mà cây cơ tên của Trần Quyết Chiến là có bán. Cây cơ của Trần Quyết Chiến là 1099 euro. Nên Moleri quyết định là làm một mẫu cơ giá trung bình, giống như mẫu cơ của Long Đan. Mẫu cơ Long Đan là một trong những best sell của Moleri. Và thật sự là cơ thủ người Hy Lạp thần râu thì họ làm cái giá cực kỳ cao, giống như là những cái cây cơ của Cho Sung Won và heo của chàng heo hung. Đó là một cái bước rất là khôn ngoan của hãng mẫu cơ Moleri. Hiện tại thì lượng người sử dụng Moleri ở Việt Nam cũng khá là cao rồi nha các bạn. Moleri là một... Quèo, đúng là như vậy. Có trúng chăng? Không. Thanh Tự mà đệ của anh Vũ hả? Có gì đó sai nha các bạn. Nguyễn Trần Thanh Tự mà đệ của anh Vũ hình như có gì đó sai nha. Chưa được bay bổng nha các bạn. Nhưng mà kịch bản Lâm Ly Bidat vẫn còn rất là ok ở phía sau nha. Anh em chúng ta cứ đừng nóng lòng. Trận đấu này hứa hẹn sẽ khá là cháy. Ngô Đức là chuyên gia bán bàn rồi. Hot boy bán bàn pizza luôn. Chạy khắp các miền Tổ quốc để ráp bàn pizza. Anh em có cần mua bàn pizza có thể liên hệ Facebook Ngô Đức. Ý nghĩa tục tiểu, bạo lực, cây cú lẫn nhau thì mình sẽ cho ra đảo tất cả. Mình đã nhắc lại chuyện này rất là nhiều lần và hy vọng các anh em sẽ chúng ta có một cái cộng đồng lành mạnh để cùng phát triển pizza. Cái biệt danh chiến tóc dài là nó hơi bị cũ rồi, gặp nhau. Hai cầu thủ này cũng đã từng đánh bại Corong nhiều lần. Thanh Tự thì chỉ một lần đánh bại thôi, nhưng mà mới gặp nhau một lần thôi là dứt luôn. Trong khi số lần thắng Corong. Vâng, mình có tham gia giải này nha các bạn. Mình có tham gia giải này và đã hoàn thành nhiệm vụ giao sớm rồi. Thắng được 2 trận. Có tông là được rồi, mình chỉ cần có tông thôi. Khả năng của mình là chỉ ra đây để có thể là sạc pin. Ok, một chuyện rất là suôn sẻ. Quyết Chiến đã nhai rồi. Còn một người nữa anh em quên kể vô đó. Có một lần trận thua của Chiến trước Gia Tây rất là ngọt ngào. Mình đang không có hàng bao tay Moleri anh Hậu ơi. Anh Hậu cần bao tay khác thì cứ qua nha. Một lát có tiệc chiêu đãi của anh em bên AT nữa. Anh Hậu qua chơi. Còn những cái quả chuông điện thoại. Thật sự là như vậy, chúng ta phải có tinh thần thép.
khi đấu ở những giải cấp câu lạc bộ, bởi vì những tiếng chuông điện thoại sẽ bất chợt vang lên mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Còn An Gia Đất Tây là ở một cái kỳ khác, không phải kỳ 2018. Các anh Quang Nguyễn đang là nhắc LG 2018 rồi đó. Và ông đeo kiến vô. Và sau khi bị cô Đông đập chết thì bữa sau ông quyết định là không đeo kiến mà không đeo nón nữa, ông đeo khẩu trang để người ta không biết mặt hay sao đó. Là bữa né đá không thành công, thật sự là trái cà dè đó khá là đúng rồi. Ở giải Hồ Chí Minh vừa rồi thì thật sự Châu Mông Vô đã bị trời ơi, cái anh Hậu này anh không muốn làm ăn với mình hay gì ta, anh hỏi toàn cái thứ mình không có bán không à. Rồi anh Hậu chốt một cái đi, là em nhập anh bát về anh bán cho anh luôn, Pony luôn. Rồi bao tay Kuman, bao tay Lý Thế Vinh, bao tay ABS và không có bao tay của handbag nha. Trong khu vực này thì có đến khoảng chừng 1, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng 5 đến 6 cái máy lọc không khí lên. Bây giờ không khí cũng khá là ok. Mình là một người không hút thuốc nhưng mà cũng không quá khó chịu. Hai cơ thủ không chịu đánh thì làm sao mình nói đại hiện trường bây giờ. Vâng, một hành bay lon xem. Vâng, chúng tôi đã trù thành công thưa các bạn. Vâng, chúng tôi vừa trù thành công. Liên quan tới bao cao su là có luôn. Anh em nhớ các con số nha. 312 và 313 ngày mai bao lô nha. Đại Thành Tự đang có cái chỉ số đầu tốt trước quyết chiến nha các bạn. Từ thắng anh Chiến 2-3 lần gì bằng ngay nhất rồi đó. Bởi vậy thật sự Tự cũng đang rất là tự tin và chỉ là cái xỉu 72 điểm anh em vui lòng bắt tài đi. Mình thấy là theo tài được rồi đó. Anh Chiến bị đá cái này là thần thứ N rồi. Có điểm chăng? Có điểm hay chăng? Vâng, dư một ruộng rồi các bạn. Thật đáng tiếc. Đây là một hoành sơn, cắt mỏng trái đỏ và trái đỏ sẽ nằm tại chỗ thôi. Trúng hay không trúng? Vâng. Khá là đáng tiếc cho quyết chiến. Trời ơi, đâu có cái bà thì Linh vô đây nữa đây. Con gái thích đánh bida không? Vâng, con gái thích đánh bida là auto sinh gái nha các bạn. Vâng, một cú cua ba ngược của Nguyễn Trần Thanh Tự đã có điểm rồi. Quá, một cái hình mà có thể gọi là dễ trúng nhất khi vào thế bi đó. Trắng có chạy kịp hay không? Vâng, trắng chạy rất là đẹp. Chắc chắn rồi. Có sườn cho Nguyễn Trần Thanh Tự. Vâng rồi. Chỉ cần mềm dầu dậu. Quéo quèo quèo thiếu xa rồi. Vâng thưa các bạn. Rồi, một trái bi quăng tay la bông. Wow, 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 dư quăng luôn. Trái bi khá là mở. Trời ơi, chút nữa là tụt tay lái rồi, nhưng mà không sao đã. Nguyễn Trần Thanh Tự quyết định là kéo mỏng. Quyết định là kéo mỏng, lượng trái bi, đội gốc. Trái đỏ chạy như thế nào? Vâng, trái đỏ chạy như thế nào đây? Vâng, né thành công rồi thưa quý vị và các bạn. Né trúng thành công và né trúng rồi. Và vẫn còn ở đây nha các bạn. Anh em nhắc ven xong là thèm cái lẩu cua đồng nữa rồi. Lẩu cua đồng tại quán quen xong của Phạm Quốc Nam cực kỳ ngon nha quý vị và các bạn. Giải này á. Quéo quèo quèo, em còn trẻ mà anh em ơi, mấy anh em đưa em đi đâu già như vậy. À, khoảng 32 tuổi là có máu mặt ở đấu trường World Cup đó. Năm nay em 32 nè. Còn có mấy tháng nữa thôi.
thầy dự đoán là đi công trường nhiều quá, bài nó hơi bị háp khí đá một chút xíu. 16 đều rồi các bạn. Vâng, thiếu xa rồi các bạn ơi. Trong khi admin đang admin vẫn còn là một cơ thủ thể đang lên đó, quý vị đừng chờ theo dõi chúng tôi nha. Có đá hay không? Đoàn thành tựu che góc của chúng tôi rồi. Vâng, đã có điểm cho quyết chiến rồi. Và tiếp tục là một cái hành bi quyết chiến quyết định A băng. Bê đờ trái đỏ chăng? Đúng là như vậy. Bê đờ trái đỏ. Không, cưa. Vâng, rất là đẹp thưa quý vị và các bạn. Rất là đẹp. Quý chiến vừa cưa một cái ba cây dừa cực đẹp luôn. Không, cái chữ cho quá, cái chữ cho quá. À đó, người ta mấy cái này là nó chó này ha. Nó là chó nhưng nó chạy nào. Cái nhưng hồi nãy mình cũng có cái khúc mà đó, mình cũng có đôi khi hơi cao trào chút xíu. Đôi khi tinh thần đang lên cao các bạn. À, mà nó cũng nó chắc có lẽ đây là một cái series bự của quý chiến luôn chăng. Trái đỏ chạy thế nào? Trái đỏ chạy đang rất là đẹp và trái trắng thiếu rồi, rất đáng tiếc, không thể nào. Quá đáng tiếc trời. À rồi, anh em cũng hiểu cái chuyện giữ xe luôn phải không? Vâng. Vâng, chính xác rồi. Vàng mình xin lỗi, nếu mà vấn trái vàng thì góc trúng không quá lớn như mình vừa nói. Thả bi để gài hình và có thành công hay không? Vâng, đủ rồi các bạn. Ở cái bàn nhấn lên, và nếu đứng lên ở góc bây giờ rồi nó đã hụt rồi. Vâng các bạn, nhưng đây là một hình sườn này, mình nghĩ Nguyễn Trần Thanh Từ sẽ không thể bỏ lỡ đâu. Hết mát lên 25 là trúng xiềng, đúng là như vậy. Anh em thấy mình bình luận thế nào thì cứ góp ý, mình rất là vui vẻ đón nhận nha anh em, không phải gì. Wow, không thể nào đẹp hơn được nữa thưa quý vị và các bạn. Sáu điểm cho Thành Từ rồi. Trái đỏ chạy thế nào? Không thể nào đẹp hơn được nữa. Vâng, mình biết rất là nhiều nút số nha các bạn. Nút số gì mình cũng biết, bộ gì mình cũng biết hết nha các bạn. Nhưng mà đa số là biết sai không. Soạn ra là tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà nó lại theo khá là nhiều chủ đề nữa, mình sắp xếp khá là cực. Và hy vọng nó sẽ đến với các anh em sớm hơn. Và như vậy là Nguyễn Trần Thanh Tự. Có điểm, vâng đúng là như vậy. Vừa rồi thả vào gà vô là đối với họ là nếu mà đánh thẳng để lấy trúng thì rất là dễ chịu rồi. Nên họ sẽ gài hình với những cái lực và ba bằng còn tột nhông của Thanh Tự rồi các bạn. Hiệu của Trần Quý Chiến. Chúng ta cùng chờ xem. Khá đăng tiệc, Quý Chiến đã xử lý không thành công ở Thái Bì vừa rồi.
thế trận như thế này chúng ta sẽ được xem những cái pha, những cú đánh như trên nhận xét cũng hơi khá là phiến diện đó. Cũng không có cái hên nào mà hên được như Trần Quý Chiến đâu nha các bạn. Hên mà vô địch World Cup, vô địch châu Á và cả vô địch LD Cup chưa có người Việt Nam. Các cầu thủ châu Âu rất là kiên dè Trần Quý Chiến ở là cái độ bay bổng của Quý Chiến, chứ không phải là ở cái độ chắc chắn của Quốc Nguyện hay là anh này. Vẫn có những cái cầu thủ vẫn có cái nét riêng, nhưng mà còn để nói mà hên, thật sự mình nói thẳng luôn là không đồng ý. Bởi vì không ai được hên được dành Trần Quý Chiến đâu. Có giỏi thì hãy hên như vậy đi. Hên mà vô địch World Cup rồi vô địch châu Á. Năm của Nguyễn Trần Thành Tự. Anh đang rất cơ hội rất lớn để có được một chiến thắng tiếp theo trước cầu thủ đàn anh của mình là Trần Quý Chiến. Ở cái bàn này thì khả năng trúng là rất cao, bằng đúng là như vậy. Cái phong độ thì tùy trận tùy khác nha các bạn. Ai đó bánh đầu công với Trần Quý Chiến đi. Nếu ai đó bánh đầu công Trần Quý Chiến mà giành chiến thắng, mình sẽ công nhận. Nha, là như vậy. Đẳng cấp không thể nào hơn nhau ở chỉ dài ba đường bi thôi. Đẳng cấp hơn nhau ở đấu trường thế giới. Và mình cảm nhận điều đó là do mình xin nói lại, mình sẽ hiển thị cái comment bạn chính đáng ra cho các bạn cùng ngắm nha. Chúng ta là một cái cộng đồng lịch sự nha. Mình sẽ không nhắc thêm một lần nào nữa. Những cái comment kiểu như vậy là mình... Ở giải đấu năm nay anh Chiến đã khá là nhiều lần lội ngược dọc. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Ở trận vòng đấu 1-8 cơ thủ mà chính xác là như vậy nha các anh em. Ai nói vậy? Vâng. Đúng là khá là thiếu may mắn nha các bạn. Vâng, cơ hội cho Nguyễn Trần Thanh Tự. Một pha bi thiếu may mắn của Trần Quý Chiến và Thanh Tự quyết định đổ bi tiếp theo. Một trái bi. Vâng, không thành công rồi. Nếu mà trái bi chủ của Trần Quý Chiến hở ra thì mình nghĩ đó, núp gió rồi xong rồi gõ rồi xong rồi núp. Anh em thấy coi trên con đỏ luôn. Đây là một thái bi dễ tự quyết định gài sơn. Đúng là như vậy. Cơ hội rất lớn để cho Thành Tự có những lợi thế tiếp theo. Vâng, trái cà già đều rất là đẹp. Dư hay có quạt hay không? Vâng, dư một chút xíu rồi. Và phong trào 3C Hà Nội cũng không quá phát triển. Mà có thể nói là chưa có luôn. Bởi vậy anh em cần một cái giải ở Hà Nội thì khá là khó chịu đó. Quá đáng tiếc. Quá hay. Chính xác rồi. Dư luôn rồi.
chào 500 anh em nha. Có điểm cho chiến chăng? Vâng, đã có điểm. Chiến bên này cấp băng luôn chăng? Anh em thấy như vậy, nhưng mà ở ngoài đời chúng ta phải hiểu về bia, chúng ta mới có được cái nhìn đúng đắn nhất về cái thế trận của trận đấu. Bởi vì mình muốn các anh em là có một cái nhìn thật là tích cực về các trận đấu, chứ không phải là một cái nhìn tiêu cực. Chúng ta có thể yêu thích cơ thủ này, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không nên ghét bỏ cái cơ thủ khác. Mà buộc còn phải dễ thương cho đối thủ thấy thơm nữa thì anh em nghĩ sao? Cái thi đấu đó là phong cách của mỗi người. Bởi vậy mình mới nói là Thanh Từ là tương lai của bây giờ Việt Nam. Dư rồi. Đúng là như vậy. Hai. Chính xác. Chính xác nghe anh Trường Khanh. Thi đấu tập trung là tôn trọng đối thủ. Còn thi đấu hòa hợp đó là bây giờ sẽ chào quyết chiến để cứu lại kèo xỉu thôi. Đã có những hình sườn cho trận quyết chiến. Những thế bị khó rồi. Vâng, một pha cúp ăn của Trần Quyết Chiến. Chai vàng chạy rất là đẹp rồi. Không, săn mà tán cao cũng săn được. Còn nếu bình thường là nếu không gắt là thả vô. Nếu động là thả vô. Tài rồi. Chúng điểm rồi, chắc cố là có điểm. Sao điểm? Nhịp độ điểm nữa ăn rồi. Thằng kia nó đủ thì 2 điểm rồi chứ. Đúng không? Ừ. Nổ tài luôn rồi. Đó, chính thức nổ. Quèo 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 khá đang. Có hình hay chăng? Có hình hay chăng? Vâng, vẫn không có cách gì. Chúng tôi là bia Tết Việt Nam. Lấy rồi. Chắc chắn là 2 gãy trúng rồi. Chắc chắn là như vậy thưa các bạn. Đã có điểm cho trận quyết chiến. Cái chiến quyết định tứ băng khô. Đó, lọt quá. Vâng, dư luôn rồi. Khá đáng tiếc cho quyết chiến. Một thái bì quá khó. Thật sự là một cố tích. Trúng sen rồi các bạn. Vâng. Ngắn ngủ nha. Lấy rồi. Vâng. Anh. Vâng. Cắt mỏng luôn. Anh chế quyền định cắt mỏng cho trái đỏ đi chậm. Không, đúng là như vậy. Trái đỏ chạy thế nào?
Cái quyết chiến là chỉ cần một hoặc hai mũi thôi, có hình là mọi chuyện sẽ rất là khác. Rất đáng tiếc đã không chính xác rồi. Hai like đi chơi luôn á, hai like đi chơi luôn. Chúc mừng Nguyễn Đặng Thanh Tự.